đẩy em xuống vực. Ngày xưa, ngày xưa, ở một làng nọ, có hai anh em trai sống cùng người mẹ già bệnh nặng. Một thầy lang mách họ chỉ có một phương thuốc duy nhất có thể chữa được bệnh cho mẹ, đó là rễ cây diệu kỳ ở núi Tam Linh. Nhưng ngọn núi ấy xa tích tắp, không một ai biết đường đến đó. Dù vậy, hai anh em vẫn quyết tâm lên đường sau khi nhờ hàng xóm chăm nom người mẹ. Anh ăn đi cho đỡ đói. Anh em mình nghỉ một lát rồi hỏi đường tiếp theo anh nhỉ? Trời ơi, bao ngày rồi, bao dặm đường rồi mà không tìm được cây thuốc về cho mẹ. Đi mãi mà chẳng đến đâu, người anh bắt đầu mệt mỏi và muốn quay trở về nhà. Nhưng người em trai vẫn lạc quan tiến về phía trước. Anh ta không dám để lộ ý định đó. Anh nhìn xem, có phải con sếu kia đang muốn gọi hai anh em mình đi theo nó hay không anh? Sếu xiết thì biết gì. Anh ơi, nó biết đường đấy. Chúng ta phải vượt biển theo nó thôi. Em sẽ tìm một chiếc thuyền. Chú cứ đi theo nó đi, anh chờ ở đây. Nếu không thấy chú quay về thì anh sẽ về nhà, không thể để mẹ một mình quá lâu được. Người em tìm được một chiếc thuyền và chèo thuyền theo con sếu. Rồi nhiều ngày nhiều đêm trôi qua, con sếu cũng dẫn chàng đến một bờ biển. Chắc đây là núi Tam Linh rồi, nhưng cây cối che kín, không có một lối đi nào dẫn lên núi hết. Người em cứ vạch lá mà đi, dù bị gai nhọn cào rách cả da thịt, chàng cũng không bận tâm. Cây thuốc quý có thể chữa bệnh cho mẹ là cây nào đây? Loại rễ thần kỳ kia chỉ lộ diện trước những người con dành cho mẹ tình yêu sâu sắc nhất. Ta hy vọng rằng thần linh trên núi Tam Linh sẽ phù hộ cho con tìm thấy cây thuốc quý. Khi người em đưa mắt tìm kiếm những bạt ngàn cây lá, chàng thấy một cái cây bé nhỏ nhưng rực rỡ vô cùng đang vươn lên từ vách đá treo leo. Cái cây đung đưa trong gió như nói với chàng: tới đây hái tôi đi. Ôi, đây chính là loài cây kỳ diệu mình cần tìm rồi. Đúng là nó rồi, rễ cây diệu kỳ đây rồi. Trời ơi, có phải em mình về kia không? Chả lẽ nó đã tìm được thuốc quý? Không được, mình anh cả thì không thể để cho chú em lập công một mình được. Nếu ai biết thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Được rồi, nếu nó ban được loại rễ thần kỳ về, mình sẽ liệu cách. Chú đi đâu mà lâu thế? Mẹ không đợi được đã qua đời rồi. Tất cả là lỗi của chú. Chú đáng bị trừng phạt lắm. Trời ơi, anh nói sao? Mẹ đã qua đời rồi. Anh ơi, anh ơi, cứu em với. Mẹ ơi, bác thuốc sắc từ rễ cây diệu kỳ ở núi Tam Linh mà con đã vượt qua bao đường xa nguy hiểm để hái về đây. Mẹ uống và mau khỏe lại mẹ nha. Em trai của con đâu? Nó biến động mất hút từ ngày đầu tiên. Nó vốn chưa từng có ý định đi tìm rễ cây thuốc quý cho mẹ. Người mẹ không tin rằng đứa con trai dũng cảm và hiếu thảo của mình lại có thể trở thành một kẻ xấu xa như lời người anh đã kể. Nhờ cây thuốc quý, bà khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại. Nhưng làm sao bà có thể yên lòng được khi không còn người con trai yêu quý ở bên cạnh? Con trai ta đã cứu mày khỏi móng vuốt đại bàng và chăm sóc mày cho đến khi nó rời đi. Giờ không biết nó ở đâu, còn hay là mất. Mày có thể đi tìm nó giúp ta được không? Đây là bức thư ta viết cho con trai của ta. Mày hãy bay đi và mang lá thư này đến cho nó nha. Trong khi ấy, ở một kinh thành xa xôi, rất xa nơi người mẹ đang ngóng chờ con, có một chàng nhạc sĩ mù đang thổi sáo cho công chúa Út của nhà vua nghe. Đó chính là người em trai. Chàng đến kinh thành này cũng được một năm rồi, nhưng sao chàng chẳng trò chuyện với ta? Mà chàng là ai? Sao chàng lại bị mù? Chàng có thể kể cho ta nghe được không? Thưa công chúa, ta chỉ là một người con bất hiếu. Người như ta có gì để mà kể đâu? Không đâu, tiếng sáo chất chứa nỗi lòng của chàng đã nói cho ta biết chàng là một người tốt mà. Ta là một người tốt ư? Ta đã để mẹ phải qua đời trong bệnh tật. Ông trời đã trừng phạt ta. Ta rơi xuống biển, sóng và đá đã khiến ta mù cả hai mắt. Rồi thủy triều cuốn ta đi. Tỉnh dậy trên bãi cát hoang vắng, ta đã định cứ thế mà chết đi. Nhưng rồi tiếng gió thổi vi vu qua khóm trúc đã níu ta ở lại. Ta nhớ mẹ đã từng dạy ta làm sáo trúc. Ta bèn làm một cây sáo trúc để thổi. Nhờ tiếng sáo ấy có người tìm thấy ta. Rồi cũng nhờ tiếng sáo ấy mà ta được vào cung vua để ngày ngày thổi sáo cho công chúa nghe.
Giá như ta có thể mang lại niềm vui cho tiếng sáo của chàng. Đây chẳng phải là tiếng kêu của ngỗng trời nhà ta sao? Ngỗng trời mang gì tới cho ta chăng? Nó mang đến cho chàng một lá thư đây nè. Không biết ở nhà có chuyện gì chẳng lành không? Bao nhiêu năm qua con đã gánh chịu tội lỗi của mình rồi. Xin thần linh chốn núi thiên hãy thương tình giúp đỡ con, cho con đọc được bức thư mà ngỗng trời mang đến. Con cầu xin thần linh hãy giúp đỡ cho chàng. Chàng thật sự là một người tốt bụng. Ta nhìn thấy rồi, mắt ta sáng trở lại rồi. Con xin cảm tạ thần linh. Nét chữ của mẹ ta đây mà, mẹ vẫn còn sống. May mắn làm sao. Ta có thể cùng chàng về gặp mẹ trong thân phận một người con dâu được không? Mãi nghĩ về mẹ, chàng trai đã quên khuấy mất công chúa. Bấy lâu nay nàng ở bên an ủi chàng, giờ nghe giọng nói của nàng cất lên, chàng mới đưa mắt tìm khuôn mặt nàng. Chàng thấy yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ xin phép vua cha được làm đám cưới. Nhà vua rất hài lòng với chàng rể dũng cảm và hiếu thảo nên hoàn toàn đồng ý. Ngài cho kiệu sơn son thép vàng, đưa phò mã và công chúa về quê nhà đoàn tụ với người mẹ già. Người anh xấu xa cuối cùng cũng được tha thứ. Từ đó về sau, họ sống bên nhau trong yên bình và hạnh phúc. Phò mã vẫn ngày ngày thổi những khúc sáo, nhưng những khúc buồn đau của ngày xưa nay đã được thay bằng những điệu nhạc vui tươi và hạnh phúc. Ngựa chạy vòng tròn. Ông Phú Đoài đây mà. Vâng, sao ông Phú Đông không mua lấy một con mà cưỡi, lại cứ phải đi bộ cho mệt thân? Trước nay tôi chỉ mới nghe nói, chứ chưa thấy ngựa bao giờ. Mà cái giống ngựa có khỏe không? Nó gấp mấy lần sức trâu ấy chứ. Ghê nhỉ, thế nó có đắt không? Không đắt lắm đâu. Ngựa là giống chuyên chạy đường xa, sức khỏe dẻo dai, lại phải đem từ nơi xa đến. Thế mà giá cũng chỉ bằng chục con trâu nhà ông thôi. Ôi chà, chục con trâu cơ á, đắt thế. Nhà Phú Đông ruộng cả trăm mẫu, trâu bò cả trăm con, chẳng nhẽ không mua nổi một con ngựa. Với lại bây giờ, một năm cũng mấy bận lên tỉnh hầu quan, chả nhẽ ông cứ lóc cóc đi bộ. Nhưng ngựa có khỏe thật không đấy? Tôi cưỡi nó đi ngày trăm dặm mà vẫn khỏe ra đây này. Thì mua. Sao không cho hai con ngựa này ăn cỏ? Cứ cho ăn ngô khoai suốt ngày thế này thì tốn kém lắm. Dạ bẩm ông, tay lái buôn dặn con, đây là giống ngựa nòi thuần rất quý, ngày có thể chạy cả ngàn dặm, nhưng phải cho chúng ăn nhiều ngũ cốc, chứ không cho ăn cỏ như trâu bò được. Lại còn vậy nữa, đã bỏ ra cả đống tiền mua chúng, lại còn tốn tiền cho chúng nó ăn nữa chứ. Một năm cưỡi được mấy bận, phí quá. À, phải rồi, nghe ông bảo đây. Mày đem ngay hai con ngựa này đến khu xay thóc, thay cho hai con bò ở đấy. Bò thì đem đi bán cho lò mổ. Bẩm ông, con chỉ sợ lũ ngựa không chịu. Không chịu thì bịt mắt chúng lại, quất roi mây vào mông. Thế nào chúng chả phải đi. Trâu bò ăn cỏ còn phải cày kéo. Chúng ăn bao nhiêu ngô khoai, có mỗi việc ấy còn quá nhẹ nhàng. Đi, đi nào, đi nào. Thử xem chúng mày còn cứng đầu được không. Đi, đi ngay, đi ngay. Có thế chứ. Bẩm ông, ngựa đấy ạ. Lần này ông lên tỉnh oai vệ phải biết, mấy con ngựa của ông Phú Đoài làm sao sánh nổi với mấy con ngựa nòi của ông.
Đi thôi, còn luyến tiếc gì ở đây nữa. Chạy lên tỉnh kia mà. Hả? Thằng ức, mau dừng ngựa lại. Mau dừng ngựa lại. Con ngựa nòi, ông luyện kiểu gì mà nó cứ chạy vòng tròn như xây thóc thế? Thưa ông, đúng là hàng ngày chúng nó toàn đi xây thóc đấy ạ. Trời ơi, sao ông lại để mấy con ngựa quý đi xây thóc? Thì tôi cứ nghĩ chúng khỏe thế, đem làm việc thay trâu bò cũng được. Trời à, cái này không thể trách ngựa mà phải trách ông. Ông mua ngựa về, không cho chúng tập chạy mà bắt chúng đi vòng tròn suốt mấy tháng ròng, thì đến Thiên Lý Mã cũng thành trâu bò mà thôi. Cứu vớt một cuộc đời. Chị ơi, đạp nhanh lên, chỗ này tối quá à. Ừ, chị đang cố đây. Cái gì thế chị? Hai đứa kia, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây. Nếu không thì đừng trách. Chúng cháu là học sinh nên không có tiền đâu chú ơi. Tay ông chảy máu nhiều quá, sao ông không băng bó lại, sẽ bị nhiễm trùng đấy. Mày biết gì mà nói? Để tôi giúp cho ông, nếu bị nhiễm trùng sẽ gây hoại tử, lúc đó không giữ cánh tay ấy lại được đâu. Hiểu thuốc, tôi chạy ù sang mua thuốc rồi sẽ quay lại ngay nha. Thôi được, mày đi nhanh đi. Nhưng xin ông đừng có làm hại em gái của tôi. Được. Ông uống thuốc này đi để cầm máu, giờ tôi sẽ khâu lại vết thương, ông ráng chịu đau một chút nha. Là tiền lương của tôi mới nhận, ông cầm lấy. Đằng nào ông cũng bắt tôi nộp tiền, ông cầm lấy đi. Hãy cho ta địa chỉ của cô. Tại sao chị lại làm thế chứ? Mà nhân lúc đi mua thuốc, sao chị không báo công an? Thế công an đến, ông ta làm liều thì sao? Em không sợ à? Sợ chứ, nhưng ông ta là người xấu. Chị băng bó vết thương cho ông ta là được rồi. Còn đưa hết tiền cho ông ta làm gì, lại còn cho cả địa chỉ nữa. Thôi về nhà thôi, muộn rồi, không bố mẹ lo. Chị ơi, có bưu phẩm này, nhưng không để tên người gửi à? Bưu phẩm, đưa chị xem. Đúng tên mình và địa chỉ rồi. Của ai gửi vậy ta? Từ nhỏ đến giờ chưa ai đối xử với tôi như cô. Tối hôm đó nếu hai cô tỏ ý chống cự, e rằng tính mạng các cô sẽ rất nguy hiểm. Nhưng những cử chỉ, lời nói và cả bản lĩnh của cô đã làm tôi ngạc nhiên. Chúng cứ đeo đẳng bên tôi, làm thức dậy trong tôi một cái gì đó. Thì ra cuộc đời này vẫn còn có người đối xử tốt với tôi. Họ không căm ghét như tôi tưởng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuộc đời của tên cướp sẽ đi đến đâu. Và tôi quyết định sẽ làm lại cuộc đời. Những đồng tiền của tôi gửi trả lại cho cô hôm nay chính là những đồng tiền lương thiện của tháng lương đầu tiên trong cuộc đời tôi. Cảm ơn cô đã cho tôi một linh hồn mới. Thân ái chào cô, ân tâm suốt đời với tôi. Ô, thì ra là thư của ông cướp tiền chị em mình hồi trước à? Đúng vậy, của người đàn ông ấy đấy. Ôi, em thật không ngờ đấy, ông ta lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Được chứ em, lòng nhân ái sẽ làm cho con người ta thay đổi, và còn làm được nhiều điều tốt đẹp khác nữa em ạ.
Ôi, chị của em giỏi quá, em yêu chị. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.